Ly ơi, Linh Đa ơi, anh về nè. Ba về nè. Ủa, Sài Gòn nãy giờ không có ai hết chị? Ly hả? Con đang ở đâu vậy? Con đang ở cùng với mẹ nè. Con với mẹ đang ở đâu? Có gì à, ba tới nha. Không kịp đâu ba, máy bay cũng sắp có cánh rồi. Hả? Con nói cái gì? Ly bị sao hả? Sốt cao hay là phong hàn? Đang ở đâu? Tôi qua chăm sóc liền. Không phải, con Ly nó đi về Mỹ với mẹ nó rồi. Ly đã đi rồi hả? Trời ơi, tôi cũng chưa kịp gặp và chào tạm biệt Ly nữa. Tôi còn không kịp gặp nó để chào tạm biệt nữa kìa cho ông. Dù gì thì từ nay cũng không còn bí mật nào nữa. Ông cứ thẳng tiến với Quỳnh đi. Thật lao quá. Tự nhiên nhắc Quỳnh ở đây hả? Thì tự nhiên trong đầu tôi có suy nghĩ vậy nên tôi mới nói cho ông nghe. Tèn 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 tèn. Chào con nè. Cảm ơn ba. Vui không? Uống đi con. Uống đi. Bệnh mà sao không uống hả? Mua lên. Lì quá, đưa tay đây. Có nghe ba nói không? Uống đi bà thường nè. Mua lên. Đỡ chưa? Ba. Tên tên tên. Giỏi. Tặng ba đó. Lê Hoàng Nhật Vi. Con gái của bạn giỏi thật đó. Đẹp. Bằng gì đẹp nè? Xoay vòng mà coi. Xoay. Xoay một lần. Được. Không được rồi. Ly hả? Bà không thể nào bỏ con được. Chờ bà nhớ Ly ơi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.